Ai, thịt thơm vậy mà không thấy ai hết ta. Ui, sao 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 nhìn kìa. Ui, tới kìa, tới kìa. Đó, mấy bạn thấy không? Những anh thổ dân, những anh thổ dân sau khi mà thấy được thịt nướng, những anh thổ dân sẽ rất là thèm. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới trên kênh YouTube của mình cùng với Sammy Nước mấy bạn ơi. Ta-da, yeah. Ok bạn ơi, thì hồi nãy mấy bạn đã thấy vừa rồi là một cái intro mới của mình đó. Mấy bạn thấy intro mới của mình có hay không nào? Nếu như bạn nào thấy hay thì đừng quên là hãy để cho mình một like nha. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều luôn nha. Ok bạn ơi, thì hôm nay nữa bạn đang thấy nè, hiện tại mình và Sammy, bọn mình đang ở trong làng của Hero Team mấy bạn ơi. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào? Làm gì thì một tí nữa mình sẽ bật mí nha. Còn bây giờ thì trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu gọi là vào video thôi nào mấy bạn ơi. Let's go. Ok, thì như những bạn nào mà chơi Mini World thì mình nghĩ các bạn cũng đã biết, Mini World chúng ta mới vừa cập nhật một cái phiên bản mới. Và cái phiên bản này có một cái nhân vật mới ở trong Mini World. Mấy bạn biết nhân vật đã được cập nhật mới ở trong Mini World là nhân vật gì không? Bạn nào biết nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Ok, Sammy ơi, tôi đố bà nha, nhân vật mới ở trong Mini World là ai, bà biết không? Trời ơi, tôi cái gì là biết, tôi là biết tuốt ông không biết hả? Tất nhiên là thổ dân rồi, tên đen. Wow, giỏi dữ ta đó. Sammy trả lời đúng rồi các bạn ơi. Mini World mới vừa cập nhật thêm một cái anh chàng gọi là cao to đen hôi, có tên là thổ dân các bạn ơi. Đó, Mini World chúng ta bây giờ đã có thổ dân rồi nha. Và bây giờ mình sẽ làm một video hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết cách để có thể triệu hồi thổ dân. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể triệu hồi thổ dân nha. Rất là đơn giản thôi, ok. Rồi ok Sam ơi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bà cách để triệu hồi thổ dân nha, chịu không? Rồi ok, rồi xem làm gì vậy nha, chứ làm khó khổ tôi không biết luôn á. Yên tâm đi, triệu hồi thổ dân rất là dễ luôn bạn ơi. Bạn nào xem video này là mấy bạn bảo đảm sẽ biết cách để triệu hồi thổ dân luôn á, rất là dễ thôi. Đầu tiên nè, các bạn sẽ cần chuẩn bị những cái đồ mà mình đã cầm trên tay nè. Đó, các bạn nhìn nha, đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đi kiếm một cái chỗ nào đó thật là tối. Tối ơi, ơi ơi là tối luôn, sao hiểu không? Ok, búng tay cái là trời tối nè. 1, 2, 3, action. Đó, mấy bạn thấy chưa, trời tối nè bạn ơi. Chỉ cần một cái búng tay thôi là trời tối liền luôn á, ghê không? Ok, rồi tiếp theo bạn sẽ làm gì các bạn biết không? Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Các bạn cần chuẩn bị một cái chính là cái bếp lửa bạn ơi. Đây chính là cái bếp lửa của Mini World mới vừa cập nhật nè. Những bạn nào mà coi ở trong gọi là kho đồ á là mấy bạn sẽ nhìn thấy nha. Đây chính là cái bếp lửa nè. Sammy biết cái bếp lửa này để dùng để làm gì không? Nướng thịt chứ làm gì, nhìn là biết liền. Nướng thịt, đúng rồi, cái này dùng để nướng thịt nha các bạn nha. Các bạn sẽ sử dụng cái cây đuốc này, các bạn châm vào trong đó, châm vô. Đó, thì nó sẽ cháy nè, bạn thấy không? Wow, cháy rồi nè. Trời, trời, cái gì vậy, cái gì? Trời ơi. Trời ơi. Sammy làm cái gì vậy Sammy? Trời ơi mấy bạn đừng có bắt chước theo Sammy nha, không có được nghịch lửa nghe chưa. Leo trên cái đống lửa là sẽ bị phỏng đó, bạn thấy chưa? Không được bắt chước theo nghe chưa? Ok rồi. Tiếp theo nữa mấy bạn biết là gì không? Chúng ta sẽ sử dụng một miếng thịt gà. Để làm cái gì? Chúng ta sẽ bỏ thịt gà lên đây để cho nó nướng thịt gà, ok. Bỏ vô nè. Nó sẽ bắt đầu nướng thịt gà. Đó. Mấy bạn thấy không? Một cái miếng thịt gà đang được nướng nè bạn ơi, nhìn hấp dẫn không? Đó, cực kỳ thơm cái ngon. Cái đường gà mà sao to vậy? Trời trời. Thơm ngon không? Nó chín đây nè. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo nữa Sammy biết là chúng ta sẽ làm gì không? Không biết. Không biết đúng không? Đơn giản thôi, chúng ta sẽ đứng đây và chờ mấy anh thổ dân. À không nhầm, không phải là thổ dân, mà chúng ta sẽ chờ những con quái vật mấy bạn ơi. Những con quái vật ở trong Mini World mấy bạn biết là con gì không? Là những con gọi là những con gì ta? Những con gì con người ta gọi là con giả gì vậy? Nhân nè. À giả nhân, đúng rồi, con giả nhân. Chúng ta sẽ chờ những con giả nhân, nó nghe được cái mùi thịt nướng thơm ơi là thơm, nó sẽ chạy lại mấy bạn ơi. Và chúng ta sẽ bắt đầu biến bằng nó thành thổ dân nha. Ok, chờ thôi. 1 hour later. Ôi, thịt thơm vậy mà không thấy ai hết ta. Sao nhìn kìa. Ui, tới kìa. Đó, mấy bạn thấy không? Những anh thổ dân nè. Những anh thổ dân sau khi mà thấy được thịt nướng, những anh thổ dân sẽ rất là thèm. Và lại sẽ gọi là đứng nhảy múa bạn ơi. Bạn coi thấy không? Nè, đang nhảy múa thấy không? Đó. Không nhìn tôi nè. Sam làm gì Sam? Sam cũng nhảy theo luôn ạ. Nè mấy bạn ơi, bạn coi nè. Sau khi mà nó nhảy múa xong thì nó sẽ bắt đầu ăn thịt nướng các bạn ơi. Bạn coi nha, nó đang ăn nè. Đó, nó đang ăn nè. Từ đi, tí nữa Phong cho Sam thịt khác, còn này thịt cho thổ dân ăn đi. Đó. Ôi, mày thấy không? Ôi. Thổ dân rất là lười biếng luôn nha. Thổ dân sau khi mà ăn xong thì thổ dân sẽ nằm ngủ. Cái gì vậy sao?
Làm theo. Tí nữa tôi biến bà thành thổ dân luôn bây giờ. Ok, rồi. Bây giờ thổ dân nó đã nằm ngủ rồi các bạn ơi. Nhiệm vụ tiếp theo là gì các bạn biết không? Chúng ta sẽ sử dụng một thứ đó chính là cái cây chày này. Đây, cái cây chày. Để làm gì các bạn biết không? Chúng ta sẽ đập vô mặt nó. Đây các bạn coi nha. Đập nè. Đập nè. Đập nè. Đó. Wow. Nó biến thành người luôn. Rồi, nó biến thành người nè. Đó, bạn thấy không? Đó. Sau khi thổ dân bị gọi là sử dụng cái gậy này đập vô trong mặt thì thổ dân sẽ bị rơi cái mặt nạ ra. Đó, và sau đó nó sẽ biến thành thổ dân chân chính các bạn ơi, sẽ không làm ác quỷ nữa và nó sẽ trở thành thổ dân. Đó. Đó, thấy không? Mày thấy không? Nhìn thổ dân nhìn đẹp trai không? Quá đẹp trai luôn, nhìn cái môi là thấy đẹp trai. Ê con này khóc nè, nó khóc nè, nó đòi bánh mì nè Phong, nó khóc nè. Đâu đâu con nào khóc. Ôi, đâu con nào khóc đâu. Ủa. Nè con này nó khóc nè. Trời. Nó ngồi đây khóc hả? Tội nghiệp quá vậy. Ok. Rồi, tiếp theo các bạn biết là chúng ta sẽ làm gì không? Chúng ta sẽ vào trong kho đồ, sợ chúng ta sẽ lấy cho chúng ta một ổ bánh mì. À không, lấy càng nhiều càng tốt nha. Lấy thật là nhiều bánh mì luôn. Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cho em bé này nha các bạn nha. Đây một em bé nè. Mới khóc xong á, mới khóc xong á. Em ơi, ăn bánh mì đi em. Ăn đi. Ủa đâu rồi? Hả? À, bằng chiêu á. Đó thấy không? Nó ăn nè, thấy không? Nó ăn nè, nó ăn xong nó cảm ơn mình nè. Đó. Dễ thương quá. Khi mà mấy bạn cho nó bánh mì thì nó sẽ cảm ơn các bạn đó, thấy không? Đó, rồi xong nó ăn nó no bụng rồi đó. Em thổ dân này có tên là Bằng Chiếu các bạn ơi. Tên thổ dân nghe lạ ha. Tên thổ dân là Bằng Chiếu. Ok rồi. Tiếp theo nữa là em này. Mình sẽ cho em này ăn luôn nha. Bánh mì nè. Đâu mày á. Cái gì vậy? Ok. Bạn này có tên là Bơm Bơm mấy bạn ơi. Bơm Bơm. Ok rồi. Ăn thêm đi. Ok. Rồi. Tiếp theo nữa là bạn thổ dân bên đây. Ok. Thổ dân bên đây thì... có cái đầu kìa. Bạn thổ dân bên đây thì có một cái quả đầu màu xanh rất là chất luôn các bạn ơi. Ok. Cho người chơi. Mình sẽ cho bạn nó bánh mì nha. Ăn đi. Đó, cải bạn nó đang vui nè, thấy không? Đó. Bạn này có tên là Cải Son các bạn ơi, cải son nghe cái tên lão ha. Ok rồi. Rồi, tiếp theo nữa, mấy bạn biết chúng ta sẽ làm gì không? Sau khi mà triệu hồi được thổ dân rồi thì chúng ta sẽ sử dụng một thứ đó chính là cái này. Đây, bạn xem đây. Đó, mấy bạn biết cái này là gì không? Cái này người ta gọi là vật tổ đó bạn, cái này là vật tổ của mấy anh thổ dân nè. Thì mấy anh thổ dân sẽ rất là thích cái này đó. Ok. Rồi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ sử dụng một thứ nữa, đó chính là những cái lá cờ của những anh thổ dân. Đây những cái lá cờ nè, mình sẽ lấy những cái lá cờ rồi nha. Đây màu vàng nè, màu xanh nè, màu đỏ nè. Đó, lấy thêm giường ngủ nữa bạn ơi, tại vì mấy anh thổ dân là cần phải có giường ngủ, hiểu không? Đó, bây giờ mình sẽ kéo đây mình kiếm giường ngủ nè. Giường ngủ đâu ta? Giường ngủ đâu rồi? Giường ngủ cho mấy anh thổ dân ngủ. À đây đây, thấy đây nè. Ok, mình sẽ để những cái lá cờ ở đây, đặt ở đây nè. Đó, đặt vào đây. Thấy đẹp quá à. Đẹp không? Đẹp không? Đó, ok. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ để cái giường ngủ vô. Đó, để giường ngủ vô nè. Đó. Rồi. À. Mấy anh thổ dân sau khi thấy giường ngủ thì mấy anh sẽ chạy lại để mấy anh ngủ nè, thấy không nè. Nè, sao tham đi ra sao? Đó, thấy không? Rồi, anh thổ dân đầu tiên đã đi ngủ. Ok rồi, anh thổ dân tiếp theo rồi. Còn anh nữa đâu rồi? Anh thổ dân ơi, anh thổ dân. À bên đây. Trời ơi, anh đi đâu vậy? Bằng Chiếu, bé Bằng Chiếu rồi á. Về nhà ngủ đi anh. Anh thổ dân ơi, anh thổ dân đầu xù ơi, ngủ đi. Ngủ đi. Ok rồi, bây giờ mình đang dẫn anh thổ dân về nhà bạn ơi. Về nhà ngủ đi anh. Quẩy hoài, suốt ngày đi quẩy hoài, đi ngủ đi. Không ơi, Bằng Chiếu đâu rồi giờ? Bé Bằng Chiếu đâu rồi? Ủa Bằng Chiếu đâu? Ê! Sam ơi. À? Có Bằng Chiếu nó chạy ở nhà nó ngủ trong nhà. Trời ơi, khôn chưa? Trời ơi mấy bạn ơi. Mấy bạn coi con Bằng Chiếu nè, con Bằng Chiếu nó khôn ghê luôn bạn ơi, chạy vô nhà nó ngủ trong nhà luôn. Trời khôn ghê ha, thông minh ghê luôn á. Ok. Rồi. Ủa còn cái anh cải son này sao mà anh cứ nhảy hoài vậy? Anh đang quẩy vậy. Michael Jackson. Đúng rồi, đang quẩy Michael Jackson rồi, không chịu đi ngủ đi. Đi ngủ đi anh. Quẩy hoài. Đi ngủ đi. Trời, quýnh mày bây giờ á. Ngủ đi. Ok rồi, anh biết nghe lời nè. Ok. Rồi. Nó ngủ rồi nè, bây giờ là đến lượt hai đứa mình cũng phải đi ngủ thôi Sam ơi. Ok, để cái giường ra nè. Okay. Rồi ngủ cho trời sáng, ngủ thôi. Ủa, sao ông với tôi nằm khác nhau vậy? Sammy đã ngủ rồi các bạn ơi. Ok, đến lượt mình luôn nha, mình cũng sẽ đi ngủ luôn nè. Ok, ngủ nha. Ngủ cho trời sáng các bạn ơi. Sau khi trời sáng thì mấy anh thổ dân cũng sẽ thức dậy chung với chúng ta luôn. Đó, thấy không? Nè. Mấy anh đã tỉnh ngủ rồi. Đó, ngáp nè, thấy không? Ngáp nè, đó. Khoan, còn cái con bé kia đâu? À đây, Bằng Chiếu. Bằng Chiếu đang ngồi đây nè. Ơi, Sam ơi. Bằng Chiếu nó mới ngủ dậy xong nó vô bàn máy tính nó ngồi chơi game luôn Sam ơi. Rồi, y chang ông luôn, cái là cháu không chắc nè, vậy sao chơi game? Trời ơi trời. Mấy bạn ơi, con Bằng Chiếu nó y hệt mình luôn các bạn ơi. Cứ ngủ dậy xong là ngồi vô máy tính chơi game, mà con Bằng Chiếu nó cũng chui vô máy tính nó ngồi chơi game bạn ơi. Trời ơi trời. Không được chơi game. Không được chơi game, đi học bài đi. Ok. Rồi. Mấy bạn biết tiếp theo chúng ta sẽ làm gì không? Thì những anh dân làng, à không, mấy anh này là mấy anh thổ dân mới đúng. Những anh thổ dân á các bạn, thì mấy ảnh cũng có công việc đàng hoàng luôn nha. Mấy bạn biết công việc của mấy ảnh là gì không?
là chúng ta sẽ tự cho máy ảnh công việc các bạn ơi. Đây, đầu tiên nha, mình sẽ cần chuẩn bị một số đồ. Đầu tiên chính là kiếm nè, mình sẽ lấy một cái kiếm kim cương nha. Tiếp theo nữa là một cái cây rìu. Ok, mình sẽ lấy thêm một cây rìu nè. Công cụ. Lấy thêm một cái bàn chế tạo nè. Ok, rồi. Bây giờ các bạn coi này nha, mình sẽ cho mấy anh này công việc này nha. Đầu tiên, cái anh này tên là gì? Bom Bom đúng không? Bom Bom thì mình sẽ cho ảnh làm cái gì vậy ta? Ô, mình chịu á? Anh không chịu bạn ơi, mình cho ảnh kiếm anh không chịu. Ok, vậy mình sẽ cho anh thử rìu nha. Anh không chịu luôn. Trời ơi, vậy là anh này sẽ làm gì ta? Từ từ để mình kiếm coi. Ruộng, làm ruộng, làm ruộng. Làm ruộng hả? Không, tôi nghĩ là không phải làm ruộng đâu. Mình sẽ thử lấy cây cung nha. Ok, lấy cây cung nè. Rồi, cho anh cây cung nè. Ôi, được rồi nè. Đó, anh này sẽ là thợ săn mấy bạn ơi. Nhiệm vụ của anh là sẽ đi săn bắn đó nha. Ok rồi. Đi săn vui vẻ nha anh. Ok. Tiếp theo là bạn cải son. Bạn cải son sẽ làm gì đây? Mình sẽ cho bạn lấy một cái kiếm. Bùng. Đó, cái đồ được hen. Ủa sao cái đồ được vậy? Bạn cải son đã trở thành hiệp sĩ bạn ơi. Nhiệm vụ của bạn ấy là bảo vệ dân làng. Đó, từ nay là làng Hero Team sẽ có một anh bảo vệ đẹp trai cao to đen hôi đó. Ok. Rồi tiếp theo nữa sẽ là con bé kia rồi, con bé bằng chiếu rồi. Ủa nó đâu rồi? Bằng chiếu ơi, làm gì vậy? Trời đừng trời ơi, con bằng chiếu nó nghịch quá bạn ơi. Ok, bằng chiếu thì mình sẽ giao nhiệm vụ là chế tạo nha. Ok, cầm bạn chế tạo đi. Bùm. Đó, thấy không? Bằng chiếu sẽ có nhiệm vụ là chế tạo đồ của bạn ơi. Ok rồi. Đó, đây mấy bạn ơi, bạn coi nè, mấy anh thổ dân đang chiến đấu với mấy con nhện đó bạn ơi, bạn thấy không? Đó, mấy anh thổ dân đang bắn mấy con nhện nè, đó. Rồi xong, họ bắn nó đi mấy anh, bắn nó đi. Rồi còn anh thổ dân bên đây đang làm gì đây? Cải son đã chui vô nhà của Timmy và tiêu diệt mấy con nhện trong nhà của Timmy các bạn ơi. Đó, anh thổ dân này rất là tốt luôn nha. Trời. Rồi xong. Ủa, sao bị cắn vậy? Anh thổ dân bị con nhện cắn rồi, chạy rồi. Chạy trời tiêu. Ơi, chạy làng kìa. Ok. Ok bạn ơi, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn được cách để có thể triệu hồi được gọi là những anh thổ dân các bạn ơi. Và các bạn thấy mấy anh thổ dân có đẹp trai không nào? Nếu như các bạn thấy mấy anh thổ dân đẹp trai thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè. Ủa mà khoan các bạn ơi, hình như mình đang để ý một cảnh gì đó. Trời ơi, sao đang trời sáng mà lại đi ngủ trời. Mấy anh thổ dân này lười biếng quá bạn ơi. Dậy làm việc đi. Trời ơi trời, mấy anh thổ dân làm việc. Lấy giật tôi vào ngủ tiếp kìa. Rồi xong nó lấy luôn cái giường của mình luôn bạn ơi. Rồi xong nó ngủ tiếp. Trời ơi trời, mấy anh thổ dân lười biếng quá bạn ơi. Ôi ơi, thôi không sao cả. Ok bạn ơi, và nếu như các bạn thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye. Yêu anh em phải nồi. Tạm biệt. Bye bye.